Mới đây trên mạng xã hội TikTok xuất hiện một đoạn clip dài 16 giây ghi lại cảnh chú rể cùng một số thanh niên chuẩn bị bước vào nhà cô dâu. Theo đó, muốn qua ải, các anh chàng này phải chịu để nhà gái hắt nước lên người. Mở đầu clip, nhiều người được cho là họ hàng bên nhà gái cầm vòi và chậu nước, sau đó phun thẳng vào người chú rể đang mặc vest lịch sự, tay cầm bó hoa. Trước tình cảnh này, chàng rể mới chỉ còn cách bỏ chạy nhưng khuôn mặt vẫn để lộ nụ cười tươi. Tiếp đến, nam thanh niên khác cầm túi quà tiến tới cũng phải chịu cảnh tương tự. Chỉ sau ít ngày đăng tải, những hình ảnh này đã thu hút đông đảo sự quan tâm từ cư dân mạng khi nhận về hơn 160.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận chia sẻ. Nhiều TikToker sau khi theo dõi đoạn clip cũng đã để lại các comment hóm hỉnh. Hiện vẫn chưa xác định được danh tính của chú rể và địa điểm tổ chức hôn lễ, cũng như việc hát nước trong đoạn clip trên có phải là một phong tục cưới hỏi hay không. Tuy nhiên, đoạn clip vẫn được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Được biết, ở một số khu vực hiện nay, nhà trai muốn đến rước dâu sẽ phải đón gáo nước lạnh từ nhà gái. Theo nguồn tin cho biết, đây là phong tục của người Thái ở huyện Công Cuông, Nghệ An, mang ý nghĩa đem đến sự may mắn và niềm vui. Vào mùa cưới, ngoài việc hòa chung niềm vui và hạnh phúc với cô dâu chú rể, bà con dân bản còn rất hào hứng khi tham gia té nước để chúc phúc cho đôi trẻ.